Hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình ha. Hôm nay chúng ta sẽ có chủ đề trả bài chung là 10 ngày đầu tiên của năm mới. 10 ngày đầu tiên của năm mới năm 2022 ha. Ở đây mình để 3 lá bài. Các bạn hãy chọn một lá bài các bạn cảm thấy thu hút, hoặc là các bạn trong cái trả bài này các bạn có thể nghe cả 3 thông điệp của cả 3 tụ bài luôn ha. Thì tụ bài đầu tiên, trả bài đầu tiên các bạn có lá bài liên quan đến thông điệp về các mối quan hệ, relationship. Tụ thứ hai, các bạn sẽ có một thông điệp trả bài liên quan đến emotional health, về sức khỏe tinh thần của bạn, sức khỏe tinh thần, sức khỏe cảm xúc của bạn. Và tụ bài thứ ba, các bạn sẽ có cái thông điệp chủ đạo về công việc, work. Thì các bạn có thể chọn một tụ bài mà các bạn cảm thấy hứng thú, hoặc là chọn cả ba tụ bài để nghe thông điệp về cả ba lĩnh vực này ha. Thì các bạn hãy chọn một tụ đi. Chúng ta sẽ vô trải bài ha. Xin chào tất cả các bạn, chọn tụ bài số 1. Các bạn sẽ chọn một lá bài có thông điệp liên quan đến relationship, liên quan đến các mối quan hệ. Và thông điệp của các bạn là: tôi trân trọng và bảo vệ sự nhạy cảm của mình, sự tinh tế của mình. Đó là thông điệp về các mối quan hệ của các bạn. Có thể là 10 ngày đầu tiên của năm mới, các bạn sẽ có khá là nhiều cái hoạt động mà gặp gỡ, kết nối, giao lưu. Bạn có thể có một cái chuyến đi chơi, đi du lịch nào đó với bạn bè, đồng nghiệp, hoặc là ở nơi làm việc của các bạn cũng có thể tổ chức những cái hoạt động, gọi là những cái sự kiện để chào mừng năm mới, và giống như là lên dây cót tinh thần cho một năm tiếp theo. Thì mình thấy ở đây sẽ có thể một số bạn, tụ bài số 1 á, các bạn sẽ cảm thấy, ví dụ như các bạn là người hướng nội á, thì các bạn sẽ cảm thấy những cái hoạt động này khá là mệt mỏi. Nó làm cho bạn đuối sức, bởi vì người hướng nội là người mà năng lượng xã hội của các bạn sẽ thấp hơn so với người hướng ngoại, và các bạn có cái nhu cầu ở một mình để sạc lại năng lượng. Thì có thể là những cái hoạt động này sẽ làm cho bạn khá là mệt mỏi. Và nếu một số bạn mà các bạn trải qua những hoạt động này và các bạn thấy mệt mỏi và không hiểu là tại sao, và có thể một số bạn sẽ đổ lỗi là tại bản thân mình không có đủ năng động này kia. Nhưng mà các bạn ở đây cần được cái sự thấu hiểu, tôn trọng và thấu hiểu cái năng lượng của bản thân mình ha. Vì có thể các bạn là người hướng nội. Một điều nữa ở đây với các bạn tụ bài số 1 là những cái hoạt động này có thể là nó không thật sự đem lại giá trị và lợi ích cho các bạn, hoặc là các bạn phải tiếp xúc với những người mà các bạn không thật sự thấy hợp, không thật sự thấy hòa hợp. Thì ở đây cái thông điệp gửi gắm đến chủ đạo cho các bạn đó là các bạn hãy trân trọng và bảo vệ những cái cảm xúc của mình, sự nhạy cảm, sự tinh tế, năng lượng dịu dàng của các bạn. Các bạn không cần nhất thiết phải trao đến nó cho tất cả mọi người khi mà các bạn chưa sẵn sàng ha. Bây giờ mình sẽ dùng tarot và xem một số cái sự kiện có thể diễn ra trong 10 ngày đầu tiên của năm mới với các bạn tụ bài số 1 ha. Bạn có Knight of Swords, Hanged Man, Page of Swords, Two of Cups, King of Swords, Queen of Wands. Vẫn với một cái tinh thần chung như vậy ha, sẽ có giao tiếp nè, có tương tác với nhiều người ở đây. Bởi vì các bạn cũng thấy ở đây có rất là nhiều lá bài chỉ những nhân vật khác nhau
hoặc có thể là sếp của bạn, là bạn của bạn, là đồng nghiệp của bạn, là hội chị em, hội anh em cặp chèo gì đó của các bạn. Có những cái hoạt động kết nối với nhau và bạn có chút ngần ngại với là hai nghiệp men, bạn có chút ngần ngại bởi vì bạn không có sẵn sàng và không có quá nhiều năng lượng để tham gia tất cả những cái hoạt động này, và các bạn cần phải thẳng thắn bày tỏ với tất cả mọi người nếu mà một cái hoạt động nào đó nó không thật sự có ích với các bạn và nó làm hao năng lượng của các bạn. Ở đây cần cái sự bày tỏ một cách thẳng thắn, chân thật với nhau. Các bạn ở đây không nên ngại, các bạn không nên ngại trong cái việc là đưa ra những cái lời đề nghị để có thể bảo vệ năng lượng, thời gian, công sức của các bạn ha. Họ sẽ hiểu, mọi người họ sẽ hiểu. Mình cũng thấy ở đây các kết nối của các bạn cũng không hẳn là những cái kết nối mà nó quá sâu sắc, nhưng mà nó cũng không phải là những cái kết nối độc hại. Cho nên là khi bạn bày tỏ thẳng thắn thì mọi người sẽ hiểu được thôi. Thì mọi người sẽ hiểu được. Cũng có thể là một số người bạn họ sẽ đến thăm các bạn ha. Bạn bè ở quê, bạn bè ở xa có thể đến thăm các bạn trong những ngày đầu của năm mới. Ở đây mình thấy là trong 10 ngày đầu tiên của năm 2022, mọi thứ trong cuộc sống của các bạn á, cái nhịp điệu nó có vẻ là diễn ra một cách chậm chạp, trừ các mối quan hệ của các bạn thì có nhiều cái sự kiện nó vội vàng hối hả thôi, còn lại các khía cạnh khác thì mình thấy nó khá là chậm chạp, nó gọi là yên bình á, yên bình và êm đềm, không có một cái gì vội vàng, không có một cái gì bất ngờ, không có một cái gì làm cho các bạn cảm thấy là phải hối hả để chạy theo nó. Với đợt hai nghiệp men ở đây thì có thể là bạn sẽ có mong đợi, chờ đợi một kết quả nào đấy, ví dụ như là kết quả trong công việc, kết quả một bài thi, vân vân. Bạn có thể có một cái mong đợi vào một cái điều nào đó. Một số bạn ở đây cũng có thể là chờ thông báo lương thưởng, các vấn đề về chính sách của nơi bạn làm việc, vân vân. Có cái sự chờ đợi nào đó ở đây và các bạn nào trông ngóng vào cái kết quả đó, các bạn trông chờ cái tin tức đó. Một số bạn thuộc bài số 1 ở đây thì các bạn sẽ nhận được thông tin vui về công việc của bạn, về cụ thể ở đây mình thấy là có thể là thay đổi vị trí, thăng chức, chuyển vị trí làm việc, chuyển chi nhánh, kiểu như vậy, và nó là những cái thông tin tích cực với các bạn ha. Thì mình thấy ở đây với các bạn thuộc bài số 1, 10 ngày đầu tiên của năm mới cũng là cũng có thể nói là một cái khởi động thuận lợi cho năm mới của các bạn. Mọi thứ ở trong một cái nhịp điệu mà bạn có thể kiểm soát được. Một số bạn có thể có thời gian để các bạn lên những cái kế hoạch cho bản thân, trông ngóng những cái tin tức tốt lành. Và ở đây mình thấy là năng lượng trên trải bài của các bạn cũng rất là sáng ha. Các bạn ở đây chỉ một điều lưu ý cho các bạn là nếu bạn là người hướng nội, nếu bạn là người mà cái năng lượng xã hội của các bạn nó không có cao, bạn thường mệt mỏi khi mà phải tiếp xúc với quá nhiều người, thì các bạn có thể thẳng thắn bày tỏ với những người bạn của bạn, đồng nghiệp của bạn về việc này. Họ sẽ tôn trọng năng lượng của bạn, thời gian của bạn ha. Thì đây là trải bài của các bạn thuộc bài số 1 ha. Bây giờ mình sẽ chuyển sang các bạn thuộc bài số 2. Xin chào tất cả các bạn chọn tụ bài số 2 ha. Các bạn chọn lá bài có thông điệp về sức khỏe tinh thần, sức khỏe cảm xúc của các bạn. Và thông điệp là tôi hoàn toàn gọi là trong suốt, chân thật, chân thành. Tất cả những gì mà bạn nhìn thấy ở bản thân tôi là những điều mà bạn hoàn toàn có thể gọi là đoán được, nắm bắt được. Và tôi yêu tất cả những thứ mà thuộc về bản thân của tôi. Ở đây các bạn tụ bài số 2 nhận được một thông điệp mạnh mẽ về việc là bạn dám thể hiện con người thật của mình mà không có một cái lớp mặt nạ nào che giấu cả. Bạn chân thật với bản thân của bạn và chân thật với tất cả mọi người về bản thân của bạn ha. Ở đây mình thấy được hai cái khía cạnh mà thông điệp của các bạn thuộc bài số 2 muốn gửi đến cho các bạn. Điều đầu tiên, cái việc mà bạn dám chân thật với con người của mình chứng tỏ bạn có tình yêu thương dành cho bản thân. Bởi khi bạn yêu bản thân của bạn, bạn mới có thể chấp nhận tất cả những cái khía cạnh, ngay cả những cái khía cạnh mà bạn gắn cho nó một cái mác là khuyết điểm,
là những điều xấu, thì cái điều này nó thể hiện bạn có tình yêu thương với bản thân và nó sẽ củng cố thêm cái tình yêu thương mà bạn dành cho bản thân của bạn. Cái khía cạnh thứ hai ở thông điệp của các bạn mà các bạn cần đón nhận đó là các bạn cần có được cái sự chân thành này, cần thể hiện được hết bản thân của mình, ngay cả những cái mà bạn cho là xấu, ngay cả những cái mà bạn nghĩ rằng là đối phương họ sẽ không thích ở các bạn, để bạn có thể xây dựng được những mối quan hệ mà ở đó cái tình yêu thương vô điều kiện, tình yêu thương thuần khiết có thể nảy nở. Bạn và những người bạn của bạn, người yêu của bạn, gia đình của bạn và xã hội mà bạn tiếp xúc cần có được cái sự transparent này, là cái sự minh bạch, sự trong suốt, sự chân thành với nhau, chân thật với nhau, thì mới tạo nên được một cái mối quan hệ nó thật sự khăng khít, thật sự thân thiết, thân mật và sâu sắc ha. Thì đây là mình thấy hai cái khía cạnh mà thông điệp này muốn gửi đến các bạn. Và cái điều này cũng sẽ rất là tốt cho tinh thần của các bạn. Bạn sẽ cảm thấy bạn sống vui hơn, trọn vẹn hơn khi mà bạn làm được điều này. Các bạn tụ bài số 2, các bạn có ba gậy. Just that. 5 ly. The Moon, lá bài của cảm xúc. 10 xu. 2 xu. Các bạn tụ bài số 2 trong 10 ngày đầu tiên của năm mới, của năm 2022. Ở đây mình thấy là các bạn cần công bằng hơn với bản thân của các bạn. Có lẽ là ở đây các bạn đang hơi đánh giá bản thân bạn một cách khắt khe quá. Các bạn có thể là đang hơi nghiêm khắc quá với bản thân, và khả năng rất là cao các bạn thuộc bài số 2 ở đây, các bạn theo chủ nghĩa cầu toàn. Cho nên là bạn sẽ thường ít khen ngợi bản thân mà thường chú ý nhiều hơn vào những cái gọi là khuyết điểm của mình. Nhưng mà ở đây thì các bạn cần công bằng hơn với bản thân của các bạn. Bạn đã làm rất tốt rồi. Bạn đã làm rất tốt rồi và bạn đang trên cái hành trình hoàn thiện bản thân. Bạn sẽ không ngừng hoàn thiện bản thân, cho nên là bạn không cần phải quá khắt khe, không cần phải đặt ra một cái hình mẫu nào đó mà bạn tin rằng là mình cần phải đạt được đến cái hình ảnh đó thì mình mới xứng đáng được yêu thương. Các bạn chỉ cần là các bạn bây giờ thôi, là các bạn đã xứng đáng để dành cho mình tình yêu thương cho bản thân của mình rồi. Và như thế bạn sẽ có một cái tinh thần thoải mái hơn, thả lỏng hơn. Ở đây mình thấy là có thể là các bạn tụ bài số 2, các bạn cũng đang mong đợi một điều nào đó. Với ba gậy, bạn mong đợi một sự đánh giá, một sự công nhận từ nơi làm việc của bạn hoặc là từ người thân của bạn chẳng hạn. Có một cái sự mong đợi nào đó ở đây và nó ảnh hưởng đến việc mà bạn nhìn nhận bản thân của bạn là tốt hay là xấu. Thì ở đây các bạn cần công bằng hơn với bản thân của các bạn ha. Hãy yêu thương bản thân của các bạn cho dù cái ba gậy các bạn mong đợi ở đây là cái gì. Ở đây mình cũng thấy là cái điều mà các bạn cần phải minh bạch và thẳng thắn hơn, chân thành hơn với chính bản thân của bạn, đó chính là cảm xúc của bạn. Có những cái cảm xúc khi bạn buồn bã, tức giận, nôn nóng, bạn không nhất thiết là phải che giấu hay là phủ nhận nó, mà hãy lắng nghe nó nhiều hơn, hãy tôn trọng nó nhiều hơn ha. Và cái điều này sẽ giúp cho bạn cảm thấy cuộc sống của các bạn nó chạm được tới 10 xu á. Bạn cảm thấy thoải mái hơn này, vui vẻ hơn này, trọn vẹn hơn và đầy đủ hơn. Cái quan trọng chính là cái cảm giác đầy đủ hơn, để bạn có thể nâng cao năng lượng của bạn và thu hút những cái trải nghiệm tương tự, những cái trải nghiệm của 10 xu. Thì ở đây rất là cần cái khía cạnh là chấp nhận và bao dung cho những cảm xúc của mình ha. Các bạn tụ bài số 2 ở đây mình thấy trong 10 ngày đầu tiên của năm, và cũng có thể là bạn cũng đang ở hiện tại như vậy, là cái áp lực công việc của các bạn nó khá là lớn. Có thể cái thời gian này các bạn khá là bận, các bạn làm tổng kết cuối năm, làm báo cáo cuối năm, một cái vấn đề nó liên quan đến công việc mà các bạn khá là vất vả trong những cái ngày cuối năm và đầu năm mới. Mình cũng thấy ở đây có tin vui về tiền bạc, có tin vui, có may mắn về tiền bạc với các bạn tụ bài số 2, bởi vì có 10 xu ở đây, có cả 2 xu nữa. Mình thấy là các bạn có thể gặp một số may mắn về tiền bạc, hoặc là khoản tiền trong công việc của các bạn, hoặc là về việc kinh doanh đầu tư của các bạn sẽ tăng lên, các bạn có niềm vui trong vấn đề tài chính. Cũng có thể với một số bạn thuộc bài số 2 ở đây với 5 ly thì sẽ có một cái điều nào đó làm cho các bạn thất vọng, nó không giống như hình dung của các bạn ở đây. Và nếu mà
cái sự kiện đó có xảy ra thì ở đây các bạn cũng được khuyến khích với cái thông điệp ban đầu mà các bạn chọn là các bạn hãy thẳng thắn bày tỏ, chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc của bạn với đối phương với một cái sự kiện đó, để có thể tìm cái cách khắc phục về sau, thì nó sẽ là cái cách giải quyết tốt hơn cho các bạn. Tụ bài số 2 trong tình huống của các bạn, nếu mà các bạn ở đây các bạn gặp tình trạng 5 ly ha. Ở đây mình cũng thấy là một số bạn tụ bài số 2 các bạn cần chú ý nhiều hơn đến giấc ngủ của bạn. Nếu mà bạn cảm thấy cơ thể bạn mệt mỏi hoặc là tinh thần của bạn không được vui vẻ lắm thì hãy chú ý nhiều hơn đến giấc ngủ của các bạn ha. Tại vì với hình ảnh của The Moon ở đây thì mình thấy có thể một số bạn sẽ các bạn gặp phải tình trạng ngủ không ngon giấc, ngủ không sâu và mình cảm thấy khá là uể oải. Thì các bạn có thể tìm những cái cách nào đó để khắc phục cái tình trạng này thì các bạn có thể cảm thấy tốt hơn, có cái trạng thái tinh thần tốt hơn ha. Thì nó có thể liên quan đến cái vấn đề giấc ngủ của các bạn. Thì với các bạn thuộc bài số 2 ở đây, mình thấy 10 ngày đầu tiên của năm mới cũng là một cái khởi động tương đối suôn sẻ với các bạn ha. Sẽ có những điều nào đó may mắn các bạn đạt được, có những thứ mà gọi là, đặc biệt là về vấn đề tài chính á, thì mình thấy là khá là may mắn với các bạn. Và ở đây các bạn được khuyến khích là sang một năm mới các bạn hãy bắt đầu một cái sự khởi động mới bằng việc là yêu thương và thành thật với cảm xúc của bản thân mình và thể hiện điều đó với mọi người xung quanh để bạn có thể có những cái trải nghiệm tuyệt vời hơn trong năm 2022 ha. Thì đây là trải bài của các bạn tụ bài số 2 ha. Bây giờ mình sẽ chuyển sang các bạn tụ bài số 3. Hi, xin chào tất cả các bạn chọn tụ bài số 3. Các bạn chọn lá bài liên quan đến thông điệp về công việc, work ha. Và cái thông điệp mà các bạn tụ bài số 3 nhận được là sự nghiệp của bạn sẽ bùng nổ với những cơ hội mà bạn có thể thể hiện sự sáng tạo và đam mê của mình. Khả năng rất cao á, những bạn chọn tụ bài số 3, các bạn đang đi tìm một công việc mà thật sự dành cho bạn, một cơ hội mà bạn có thể thể hiện được bản thân của mình, thể hiện được cái khía cạnh con người chân thật của bạn, một con người đầy sáng tạo, đầy đam mê, đầy nhiệt huyết. Các bạn cũng có thể đang tìm kiếm cái cảm giác mình được hết mình với công việc, chứ không phải là một công việc mà nó lặp đi lặp lại, nhàm chán, nó khiến cho mình cảm thấy vô định, không có ý nghĩa, mà bạn đang tìm kiếm cái sự đam mê, tìm kiếm cái việc mà bạn được thể hiện bản thân mình trong công việc. Ở đây có thể là một số bạn đang tìm việc hoặc là các bạn đang có ý định nhảy việc. Thì dù như thế nào, mình thấy ở đây cái tinh thần chung là các bạn đang hướng tới những cái cơ hội công việc trong tương lai. Thì ở đây khi mà các bạn chọn tụ bài này và với thông điệp này khẳng định cho các bạn là các bạn sẽ tìm được một cái cơ hội như các bạn mong muốn, sẽ tìm được, và có thể là một số bạn sẽ có nhiều cơ hội để các bạn thể hiện khả năng của bản thân, và nó giống như là cái công việc trong ước mơ của các bạn ha. Thì điều đầu tiên đó là sự bùng nổ về những cái cơ hội mới trong công việc dành cho các bạn tụ bài số 3. Các bạn có Nine of Cup, hai kiếm, Nine of Pen, Nine of Wands, bốn kiếm và hai gậy. Các bạn tụ bài số 3, ở đây mình thấy là có thể khả năng cao là bạn sẽ được bạn bè, người quen giới thiệu cho bạn những cái cơ hội công việc trong tương lai. Nó có thể là ngay 10 ngày đầu tiên của năm mới, cái sự khởi động đầu tiên đó là bạn nhận được những cái lời mời, những cái lời gợi ý, những cơ hội từ bạn bè, từ người quen của bạn để mở ra cái hành trình mới trong công việc của các bạn. Ở đây thì mình thấy là với hai kiếm bạn có một chút cái sự ngần ngại, bạn không có chắc chắn, không chắc chắn lắm về những cái cơ hội mới đó. Mình thấy là các bạn chưa thật sự trong trạng thái sẵn sàng ha. Giống như hình ảnh của hai kiếm, các bạn có thể thấy một người phụ nữ và họ cầm hai thanh kiếm chắn trước ngực, họ không có trong cái trạng thái cởi mở, thiên về phòng thủ hơn, ở trong cái trạng thái phòng thủ nhiều hơn. Có thể là các bạn không có sẵn sàng với những cái cơ hội mà bạn bè, người thân của các bạn giới thiệu vì một cái lý do nào đấy ở đây. Có một cái lý do nào đấy khiến cho các bạn ngần ngại điều này. Nhưng mà ở đây với Nine of Cups, Nine of Pain, Nine of Wands thì mình thấy là những cái cơ hội đó cũng rất là đáng để cho các bạn cân nhắc và xem xét thôi. Không phải là những cơ hội tệ đâu. Mình thấy không phải là những cơ hội tệ mà nó có thể là cái chìa khóa mở ra cái cánh cửa mới cho các bạn.
Có thể là trong suốt cái thời gian vừa qua bạn đã mệt mỏi để đi tìm kiếm cơ hội phù hợp này, cho nên bạn không còn đủ cái năng lượng ở trong cái trạng thái cởi mở và sẵn sàng nữa. Mình thấy các bạn đang có muốn xu hướng là nghỉ ngơi hoặc là dừng lại, tạm thời dừng lại cái việc tìm kiếm này. Bạn đang muốn để cho mọi thứ tùy duyên. Và đây là một điều tốt cho các bạn. Khi bạn không có ở trong cái trạng thái nôn nóng và bạn bình tĩnh hơn với tình huống của bạn á, thì bạn sẽ dễ dàng có thể gọi là mình tỉnh táo để mình nắm bắt và nhận diện những cái cơ hội mà phù hợp với mình để mình nắm bắt, hơn là mình ở trong cái trạng thái nôn nóng, bức bối. Và ở đây mình thấy với hai gậy, các bạn có thể thấy hình ảnh của hai gậy ở đây, một vị vua hoặc là một vị tướng lĩnh đứng trên tòa thành của mình, một tay cầm cây gậy và một tay cầm quả địa cầu. Có lẽ là các bạn ở đây, các bạn cần nhìn mọi thứ nó ở cái phương diện rộng lớn hơn như việc bạn cầm cái quả cầu trên tay ấy. Ở đây, ngoài cái việc mà các bạn tập trung vào việc là khi nào, thời điểm, ngoài việc các bạn tập trung vào thời điểm là khi nào cái cơ hội phù hợp sẽ đến, ở khi nào mình mới tìm ra được cái điều mà mình đam mê, khi nào mà mình mới thấy được cái cơ hội mà hoàn hảo dành cho mình, thay vì việc mình chỉ tập trung vào điều đó, các bạn hãy tập trung nhiều hơn vào những cái khía cạnh khác nữa. Ý nghĩa của việc là bạn cần phải trải nghiệm cái hành trình này là gì và như thế nào là một cơ hội phù hợp với các bạn. Các bạn cần có cái tầm nhìn của một tướng lĩnh, của một vị tướng lĩnh, và ở đây bạn đang lãnh đạo cuộc đời của chính bạn ha. Và mình thấy là ở đây cái nút thắt của các bạn về công việc sẽ được tháo gỡ. Có thể là mọi thứ nó không có xa xôi như các bạn nghĩ, xa tận chân trời, nhưng mà đôi khi lại gần ngay trước mắt ở đây. Các bạn cần một cái nhìn cởi mở hơn. Nhưng mà với các bạn tụ bài số 3 ở đây thì mình thấy là dù như thế nào, có thể là những cái cơ hội mới nó sẽ đến rất là nhanh trong cuộc sống của các bạn. Và có thể là trong cái năm mới này, 10 ngày đầu tiên của năm mới, 10 ngày đầu tiên của năm 2022, thì đó là những cái dấu hiệu cho sự khởi đầu của các bạn. Ở đây mình cũng có thể thấy là một số bạn tụ bài số 3, có thể là các bạn nào chọn cái việc nghỉ ngơi trong những ngày đầu năm, các bạn chọn cái việc nghỉ ngơi, thư giãn, các bạn đi du lịch, hoặc là đơn giản các bạn ở nhà để dành thời gian cho bản thân của mình, chăm sóc lại bản thân của mình và lên kế hoạch cho tương lai. Thì đây cũng là một sự lựa chọn rất là hợp lý cho các bạn ha. Để các bạn có thể chuẩn bị cho cái chặng hành trình tiếp theo, với những cái cơ hội tiếp theo sẽ bùng nổ trong cuộc sống của các bạn. Và trong cái khoảng thời gian nghỉ ngơi á, các bạn sẽ có gọi là sự lắng động để lắng nghe bản thân của mình. Và có thể các bạn sẽ đưa ra những sự lựa chọn khá là táo bạo và quyết liệt cho năm 2022 ha. Mình thấy ở đây cũng có các hoạt động giao lưu, bạn bè, gặp gỡ, kết nối khá là nhiều. Tại vì trả bài của các bạn cũng có khá là nhiều lá bài chỉ người. Sẽ có nhiều người bước vào cuộc sống của các bạn trong 10 ngày đầu tiên của năm mới. Có những hoạt động liên hoan, kết nối, gắn kết lẫn nhau. Và có thể là những mối quan hệ này, bạn bè của bạn có thể cho bạn một cái tầm nhìn khác đi, một cái hướng đi mới mẻ hơn cho công việc, cho sự nghiệp của các bạn ha. Thì nhìn chung với các bạn tụ bài số 3 ở đây, 10 ngày đầu tiên của năm mới sẽ là khoảng thời gian mà các bạn nghỉ ngơi, bình ổn lại và lên kế hoạch cho tương lai. Và có thể ở đây trong năm 2022 với các bạn nó sẽ là những cái cơ hội bùng nổ về công việc, về sự nghiệp của các bạn. Các bạn sẽ có nhiều cơ hội để bạn có thể thể hiện bản thân của mình, đạt được những cái thành tựu nhất định trong sự nghiệp. Các bạn có thể gặp rất là nhiều cái cơ hội tiềm năng để dẫn bạn đến cái con đường mà bạn đam mê và khát khao. Và ở đây các bạn cần một cái sự bình tĩnh và quan sát mọi thứ giống như một vị tướng lĩnh, và bạn đang là người lãnh đạo và quản trị cuộc đời của các bạn ha. Và kết nối cũng là một điều cần thiết ở đây. Những cái hoạt động kết nối có thể giúp bạn mở mang nhiều hơn, nhìn mọi thứ ở cái góc nhìn rộng hơn. Thì đây là trả bài của các bạn tụ bài số 3 ha. Mình đã làm xong trả bài của ngày hôm nay. Mình sẽ kết thúc trả bài ở đây ha. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe nha.